dán hình ảnh bệnh viêm nhiễm não nội soi. Trong phần bệnh lý về viêm nhiễm não và nội soi thì nó chia làm hai nhóm chính. Thứ nhất là bệnh không suy giảm miễn dịch, và thứ hai là bệnh suy giảm miễn dịch. Trong cái nhóm bệnh không suy giảm miễn dịch thì bao gồm có viêm áp xe màng não và các khoang màng não. Thứ hai là viêm áp xe não do vi khuẩn. Thứ ba là viêm não do virus, trong đó thì có virus herpes và bệnh lý về viêm não tủy cấp tế nan. Đó là tổn thương do ký sinh trùng gây ra viêm do ấu trùng sán lợn trong não hoặc là tổn thương viêm não lao. Cái nhóm bệnh suy giảm miễn dịch thì bao gồm chia làm hai nhóm, là một tổn thương không ngấm thuốc đường quang tử hay cản quang, thì đấy là bệnh viêm nhiễm não do HIV và viêm não chất trắng cấp tính nhiều tiến triển. Hoặc là cái nhóm tổn thương ngấm thuốc thì gồm có hai cái bệnh cảnh chính là toxoplasmosis và lành phục. Về lâm sàng thì đối với cái viêm não do vi khuẩn thì thường có dấu hiệu lâm sàng gợi ý, ví dụ như là viêm nhiễm vùng cái xoang lân cận, ví dụ như viêm tai, viêm xoang trán, hoặc là bệnh nhân có cái hội chứng màng não nếu có viêm màng não, hoặc là có nhiễm khuẩn huyết, hoặc là có cái chấn thương sọ não, tiền sử chấn thương sọ não hoặc phẫu thuật, hoặc là cái dấu dịch tễ khác. Còn bệnh cảnh lâm sàng suy giảm miễn dịch thì đấy là trong cái bệnh lý bị nhiễm HIV giai đoạn suy giảm miễn dịch, hoặc là cái dùng những thuốc mà ức chế miễn dịch thì gây ra suy giảm miễn dịch. Đầu tiên là cái nhóm tổn thương não trên bệnh nhân mà không suy giảm miễn dịch thì nguyên nhân có thể do vi khuẩn, do viêm não do virus, hoặc nhiễm trùng, viêm u hạt, hoặc là do sinh trùng. Trong viêm não màng não do vi khuẩn thì các cái bệnh lý có thể gặp đấy là viêm màng não mủ, là áp xe các cái khoang màng não và áp xe não. Đầu tiên là cái viêm màng não mủ thì nguyên nhân chung thì đối với vi khuẩn gây ra viêm não mủ thì tùy theo cái lứa tuổi thì có cái vi khuẩn khác nhau, ví dụ như trẻ sơ sinh thì hay gặp do liên cầu hoặc là E. coli, còn trẻ em thì hay gặp Haemophilus influenza, người lớn thì hay gặp là cái liên cầu và cái viêm mà gây ra một cái viêm màng não, não mủ cầu. Về giải phẫu bệnh tổn thương của cái viêm màng não mủ thì có thấy cái tổn thương của cái viêm màng não thì có cái viêm của màng nuôi và màng nhện. Nếu như có cái viêm màng cứng thì có tổn thương của cái màng cứng và cái lớp ngoài của màng nhện. Về chẩn đoán, đối với viêm màng não mủ thì chẩn đoán dựa vào chủ yếu vào lâm sàng và xét nghiệm. Việc chỉ định thăm khám hình ảnh thì khi mà cái dấu hiệu lâm sàng nó không điển hình hoặc là khó thăm khám, và cái chỉ định quan trọng đấy là phát hiện tìm biến chứng của cái viêm màng não mủ. Thì đối với bệnh nhân mà có bị chẩn đoán là viêm màng não mủ thì trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính hoặc cổng từ, chủ yếu là trên cổng từ, thì phát hiện thấy được cái tổn thương của cái màng não ngâm thuốc thành màng não ngâm thuốc dày. Ví dụ chúng ta quan sát ở đây trên cái xung tiêm 1 sau tiêm thì thấy cái màng não ngâm thuốc dày đều. Còn trên cái hướng Conan thì đây cái phần màng não hai bên ngâm thuốc dày đều. Bình thường thì đối với máy từ lực thấp hoặc là máy từ lực 1.5 thì thường không thấy quan sát thấy ngâm thuốc của màng não. Nhưng mà khi mà thấy ngâm thuốc của màng não như vậy thì đấy là một cái bất thường. Cái quan trọng của chẩn đoán hình ảnh đối với chẩn đoán một cái viêm màng não mủ thì đấy là chẩn đoán biến chứng. Thì trong đó thì có cái biến chứng về mạch máu gây ra viêm tắc các cái tĩnh mạch hoặc là xoang tĩnh mạch, hoặc là biến chứng của cái não ung thủy, hoặc là viêm mê đạo. Và một cái biến chứng nữa nói sẽ nói phần sau thì đấy là cái biến chứng của cái viêm áp xe trong nội sọ. Và cái chẩn đoán hình ảnh có thể tìm thêm những cái nguyên nhân, ví dụ như là các cái sau chấn thương thì có tìm đường vỡ xương gây rách màng não thì gây ra do dịch não tủy là một yếu tố thuận lợi gây ra một cái viêm áp xe nội sọ, thì chẩn đoán hình ảnh thì có thể tìm được cái vị trí thoát dịch não tủy. Đối với cái biến chứng ứ não thất thì chụp cắt lớp vi tính hoặc cổng từ thì rất dễ phát hiện để chẩn đoán. Thì trên cái hướng cắt ASEAN hoặc CONAN chúng ta có thể quan sát thấy cái xương trán
hoặc toàn bộ hệ thống não thất hai bên nó giãn rộng và làm cho cái thành hai bên nó cong lồi ra, chứ nó không còn hình dáng như bình thường nữa. Nếu như đo đường kính ngang của tổng sừng, kích thước sừng trán hai bên với lại cái đường kính ngang nhu mô não từ bán cầu bên đối diện sang bên kia thì sẽ thấy được cái tỷ lệ của cái kích thước của cái sừng trán hai bên nó sẽ lớn hơn 1/3. Đấy là một cái tiêu chuẩn để chẩn đoán là có ứ não thất. Cái nguyên nhân gây ứ não thất này thì có thể là do cái viêm dính gây ra một cái rối loạn dẫn lưu, hoặc là một cái viêm của cái hạt tiểu thể patchouli đó gây ra rối loạn hấp thu thì gây ra một cái hậu quả là một cái ứ não thất. Một cái biến chứng thứ hai thì đấy là cái biến chứng viêm tĩnh mạch hoặc là xoang tĩnh mạch vào não. Thì trên các lớp vi tính hoặc cộng từ thì có thể chẩn đoán được các cái viêm tắc các cái xoang tĩnh mạch hoặc là tĩnh mạch vào não. Thì bình thường thì cái tĩnh xoang tĩnh mạch thì có dòng chảy bên trong, trên trên cộng từ thì nó sẽ chống tín hiệu. Nhưng trong trường này thì trên cái xoang T1 thì trong lòng của cái xoang dọc trên thì có một cái cấu trúc nó đồng tín hiệu. Đây là cấu trúc đồng tín hiệu của xoang dọc trên. Thì như vậy khi nó đồng tín hiệu hoặc là có tăng tín hiệu thì mà sau khi tiêm thuốc thì có chỉ có ngấm thuốc viền xung quanh thì tạo ra một cái dấu hiệu gọi là delta, dấu hiệu delta trên các lớp vi tính có thể thấy. Còn trên các lớp vi tính thì cái hình ảnh huyết khối trong xoang thì có hình tăng tỷ trọng, và sau tiêm thuốc thì chỉ ngấm thuốc viền xung quanh và trung tâm không ngấm thuốc thì tạo ra một cái dấu hiệu delta giống như trên cộng từ. Ngoài ra thì phát hiện được các cái dấu hiệu khác, ví dụ như là khi mà có huyết khối xoang tĩnh mạch như vậy thì gây một cái nhồi máu gọi là nhồi máu tĩnh mạch, thì nó thường nó theo cái vùng dẫn lưu của cái tĩnh mạch đó. Từ trong trường hợp mà tắc xoang tĩnh mạch dọc trên thì có thể thấy cái nhồi máu tĩnh mạch ở hai bên sang hai bên liền đại não. Thì trong trường hợp này thấy một cái hình ảnh của cái nhồi máu có chảy máu bên trong của cái vùng đỉnh trầm bên phải, thì đây là hậu quả sau cái tắc xoang tĩnh mạch. Còn chẩn đoán xác định là có tắc xoang tĩnh mạch hay không thì dựa vào thêm một cái xung trên cổng từ, đấy là cái xung chụp tĩnh mạch hay là top 2D, hoặc là một cái xung gọi là đảo ngược tương phản face contrast, hoặc là cái sử dụng một cái xung gọi là T1 sau tiêm thuốc nhưng mà chụp 3D, tức là chụp để tái tạo được các cái không gian 3 chiều 3D, chụp 3D. Thì đây trên cái xung top 2D thì phát hiện các cái xoang tĩnh mạch của vỏ não và các tĩnh mạch vỏ não và các cái xoang tĩnh mạch trong não. Thì đây là cái xoang dọc trên ở phần sau, đây là xoang thẳng, đây là xoang dọc dưới, còn đây là phần xoang hang hai bên. Trong trường này thì tôi thấy là cái dòng chảy trong cái xoang dọc dưới tĩnh mạch não trong xoang thẳng và phần sau của xoang dọc trên có tín hiệu ở phía bên trong. Ngược lại phần 2 phần 3 trước của xoang dọc trên chúng ta không thấy tín hiệu dòng chảy bên trong, thì đây là do cái tắc 2 phần 3 trước của xoang dọc trên, thì giống như cái hình ảnh ta quan sát thấy trên cái xung T1 là không thấy tín hiệu dòng chảy bên trong, thì đây là chẩn đoán là tắc xoang tĩnh mạch dọc trên phần 2 phần 3 trước. Và biến chứng thứ ba đấy là cái biến chứng viêm mê nhĩ. Thì bình thường trong cái ốc tai và các cái ống bán khuyên nhất trong ốc tai thì có phần hai phần mê nhĩ xương và mê nhĩ màng. Thì mê nhĩ màng thì liên tiếp với phần màng nhện, nên khi viêm màng não mủ thì có thể gây ra một cái viêm mê nhĩ màng, thì gây ra biến chứng bệnh nhân có thể ủ điếc tai. Và trên hình ảnh cộng từ bình thường sau tiêm thuốc thì phần không thấy hình ảnh cộng thuốc trong phần ốc tai và trong phần các cái ống bán khuyên, nhưng ngược lại sau khi tiêm thuốc nếu như có thấy hình ảnh ngấm thuốc không thành khối mà ngấm thuốc thành đường ở cái vùng ốc tai hoặc là cái ống bán khuyên thì đấy chẩn đoán là viêm mê nhĩ, biến chứng sau cái viêm não mủ có thể gặp. Biến chứng tổn thương sau cái chấn thương có thể gây rách các cái màng não, thì trên hình ảnh các lớp vi tính hoặc cộng từ thì phát hiện được cái vị trí rách để xác định cái vị trí lỗ giò và giúp cái can thiệp phẫu thuật để tránh giò và tránh cái biến chứng
gây ra viêm nhiễm nội sọ. Thì trong trường đây trên một cái bệnh nhân sau chấn thương trên cái nhảy các lớp vi tính trên cửa sổ xương tái tạo theo hướng đứng ngang coronal, thì thấy là cái phần trần sàng bên trái là mất liên tục, và ngược lại phần xoang sàng thì có một cái ít cấu trúc tổ chức dịch. Thì nghi ngờ đây là một cái tổ có cái thông khoang dịch não tủy với lại cái vùng xoang sàng bên trái do cái khuyết xương của trần sàng. Mà trên cổng từ sử dụng cái sum sis, tức là thấy được cái rõ cái tín hiệu của dịch não tủy, thì thấy được cái phần dịch não tủy lưu thông giữa phần vỏ não vùng trán bên trái với lại cái phần xoang sàng bên trái. Thì đây là cái đường dò, thì xác định được cái đường dò bên trái nó gây ra dò dịch não tủy. Thì trên các lớp vi tính hoặc là cổng từ, tức là có thể tìm được cái nguyên nhân vị trí gây ra dò. Phần thứ hai trong cái bệnh lý về viêm não và nội sọ do trên bệnh nhân không suy giảm miễn dịch, thì đấy là cái bệnh lý tụ mổ nội sọ. Thì nguyên nhân thường là do vi khuẩn. Thì sau cái biến chứng viêm xoang hoặc tai xương trũng, hoặc là sau phẫu thuật, hoặc là cái biến chứng nhiễm khuẩn huyết, thì chia ra các cái tổn thương tụ mổ ngoài trục, tức là tổn thương ở ngoài nhu mô não, thì đấy là gồm có cái áp xe ngoài màng cứng. Thì vị trí hay gặp là vùng trán ở hai bên đường giữa, thường có hình thấu kính hai mặt lồi, ngấm thuốc vỏ, tức là ngoại vi xung quanh, và có thành dày nhưng là tương đối nhẵn. Tại vùng dưới lèo thì cái ổ hộp xe có thể lan dọc theo cái tĩnh mạch màng cứng. Thì đây là trên một cái bệnh nhân mà có cái viêm xoang trán, chúng ta thấy là cái thành xoang trán nó ngấm thuốc dày, tức là có biểu hiện của một cái viêm xoang trán ở ngay phía sau của xoang trán, ở phía khoang ngoài màng não, tức là khoang ngoài màng cứng, thì có một cái hình cấu trúc dạng thấu kính, nó đẩy nhu mô não phía thủy trán ra sau. Và sau khi tiêm thuốc thì cái vỏ màng cứng lên ngấm thuốc, mà ngoài ra màng cứng lân cận ở phía xa vùng đỉnh nó ngấm thuốc. Và tín hiệu bên trong thì nó giống tín hiệu của dịch, nhưng mà nó không trong giống như dịch não tủy, tức là bên trong có dạng mủ. Thì đây là một cái áp xe khoang ngoài màng cứng do biến chứng sau một cái viêm xoang trán. Áp xe dưới màng cứng hay là tụ mủ dưới màng cứng thì vị trí hay gặp là vùng vòm sọ hoặc là cạnh liềm đại não. Thì về hình ảnh thì nó có dạng hình liềm. Bên trong thì trên các lớp vi tính thì nó giảm tỷ trọng dẫn dịch, nhưng mà nó tỷ trọng cao hơn dịch não tủy. Trên cổng từ thì thấy rõ cái tín hiệu của dịch trên các cái xung T1 giảm tín hiệu, T2 tăng tín hiệu. Và sau tiêm thì ngấm thuốc ngoại vi và có thể có vách ở bên trong. Thế đây trên hình ảnh cổng từ hướng cắt đứng dọc trên một bệnh nhân mà có cái tụ mủ dưới màng cứng, ta thấy là đây là cái phần màng cứng nó ngấm thuốc, đây có biểu hiện của viêm màng cứng kèm theo. Ngay phía dưới của màng cứng, tức là cái khoang dưới màng cứng đây, thì thấy một cái khối nó dạng ổ dịch, dạng hình liềm, và nó đè đẩy nhu mô não ra phía xuống dưới ra phía sau. Và sau tiêm thuốc thì không ngấm thuốc ở viền xung quanh, tức là phần vỏ. Thì phần vỏ phía dưới đây chính là phần màng nhện ngấm thuốc, phần trung tâm nó không ngấm thuốc mà dạng dịch mủ. Thì đây là một cái áp xe dưới màng cứng. Các cái biến chứng của một cái áp xe các khối khoang ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng thì gây ra một cái biến chứng có thể gặp là phù não xung quanh của tổn thương, tức là phần nhu mô lân cận, hoặc là huyết khối, hoặc là nhồi máu tĩnh mạch, vì liên quan đến các cái mạch máu đi từ vỏ não đến cái phần xương. Và biến chứng thứ ba là não ung thủy, hay gặp là các cái tụ mủ vùng dưới lèo. Thì đây là cái sơ đồ giải thích là cái biến chứng của cái viêm tắc các cái tĩnh mạch màng não hoặc là xoang tĩnh mạch. Đây là cái phần vỏ não, thì đây có phần màng mềm, dưới trên thì có phần màng nhện, và phía ngoài thì có màng cứng. Như vậy từ phần màng mềm ra phía phần màng cứng đây thì có rất nhiều cái tĩnh mạch xiên đi từ vùng vỏ não ra phía ngoài. Khi mà có áp xe các cái khoang dưới nhện
khoang dưới mà cứng hoặc khoang ngoài mà cứng thì đương nhiên sẽ gây ra một cái biến chứng của cái viêm tắc các cái tĩnh mạch hoặc là các cái xoang tĩnh mạch. Đây là một cái trên hình ảnh cắt lớp cộng từ của một cái bệnh nhân mà có cái viêm của cái xoang trán ngâm thuốc thành xung quanh đây xung tiêm một sau tiêm và có thấy cái ngâm thuốc của màng cứng đây là dọc theo cái phần niêm đại não phần bên trái ngâm thuốc một chút và chủ yếu là ngâm thuốc của à, phần bên phải xin lỗi phần bên phải ngâm thuốc một chút bên trái ngâm thuốc lan rộng và ngoài ra thì thấy các cái phần màng mềm còn ngâm thuốc kèm theo và có một cái ổ áp xe nhỏ dưới màng cứng ở phía trái trái dạng hình liềm còn cái nhu mô lân cận ở phía thùy trán đây tức là cái phân biệt ranh giới chất trắng chất xám không còn và xóa các bệnh cuộn não thì đây gợi những cái tổn thương viêm phù của cái nhu mô não lân cận ngay phía dưới của tổn thương. Đây là cái vùng tổn thương nó gây ra viêm phù và có tắc các tĩnh mạch vùng vỏ não lân cận. Một bệnh cảnh thứ ba trong cái phần bệnh lý viêm nhiễm nội sọ mà trên bệnh nhân không suy giảm miễn dịch đấy là tổn thương viêm và áp xe não. Tổn thương viêm áp xe não thì nó lan theo hai đường chính, một là lan đường trực tiếp đây ví dụ như cái viêm các cái xoang lân cận ví dụ như là viêm xoang trán hoặc là viêm tai xương trũng. Tổn thương đường thứ hai đấy là cái theo cái đường máu tức là có nhiễm khuẩn huyết và cái tiến triển của một cái tổn thương viêm áp xe thì thường nó tiến triển qua hai giai đoạn, một giai đoạn viêm và một giai đoạn áp xe tức là tạo vỏ. Giai đoạn viêm thường kéo dài thường từ 7 đến 10 ngày còn giai đoạn áp xe thì thường sau 7 đến 14 ngày. Thì đây là tiến triển của một cái tổn thương đầu tiên là tổn thương viêm sau đấy thì tiến triển thành một cái ổ áp xe và trong cái ổ xe thì trong phần trung tâm thì nó sẽ hoại tử mủ và thành xung quanh nó sẽ thành phần vỏ áp xe. Cái phần vỏ này nó sẽ ngập thuốc sau tiêm. Đối với tổn thương của một cái viêm não tiền tạo mủ thì đặc điểm hình ảnh thứ nhất là cái trên các lớp vi tính thì đây là hình giảm tỷ trọng do cái phù nề nhu mô não và phần xung quanh thì có thể đồng hoặc tăng tỷ trọng. Giới hạn thì không rõ. Có thể có chảy máu kèm theo và sau tiêm thuốc thì ngấm thuốc khá đồng nhất nhưng mà bờ thường không đều có hiệu ứng khối và có do cái phù nề xung quanh. Thì đây là hình ảnh của một cái tổn thương viêm tiền tạo mủ viêm não do vi khuẩn tiền tạo mủ. Thì đây là trên cái xung T2 dưới là xung tiêm một trước tiêm và đây là tiêm một sau tiêm thấy một cái tổn thương ở vùng thùy trán có đặc điểm hiệu ứng khối tức có phù não xung quanh và có xóa các bánh cuộn não lân cận và con đê đẩy. Đây là cái trên cái xung tiêm một nó giảm tín hiệu không đồng nhất ranh giới không rõ và sau tiêm thuốc thì nó ngấm thuốc khá đồng nhất nhưng bờ nó không đều. Nếu trên lâm sàng thì thường bệnh nhân có biểu hiện có sốt và xét nghiệm thì có bạch cầu tăng cao, đây là một cái biểu hiện của nhiễm trùng. Thì trước một cái dấu hiệu lâm sàng và cái hình ảnh như vậy thì gợi những cái tổn thương chẩn đoán đây một cái viêm não do vi khuẩn tiền tạo mủ. Cái giai đoạn thứ hai sau 7-14 ngày thì bắt đầu cái ổ viêm đấy nó hoại tử trung tâm và có tạo vỏ xung quanh thì đây là giai đoạn áp xe não. Phần trung tâm của áp xe thì nó có dạng dịch là mủ và giới hạn xung quanh rõ và có vỏ và phần vỏ này ngâm thuốc sau tiêm và xung quanh thì có phù não. Mức độ phù não thì thường ít chứ không có nhiều. Thì đây là hình ảnh tổn thương của một cái trên hình ảnh cắt lớp vi tính của một cái tổn thương vùng thùy trán bên phải thì phần trung tâm của tổn thương thì là một cái giảm tỷ trọng dịch thành xung quanh thì ngấm thuốc dày thành nhẵn và phía ngoại vi thì có phù não xung quanh giảm tỷ trọng thì đây là một cái tổn thương áp xe não bởi vì trung tâm nó có giảm tỷ trọng mủ và thành có vỏ. Còn một cái tổn thương áp xe não khác ví dụ như đây trên hình ảnh cộng từ trên xung T2 đây xung T1 trước tiêm và đây xung T1 sau tiêm thì thấy một cái tổn thương vùng đỉnh chẩm bên phải xung quanh có phù não và phần trung tâm thì một cái ổ
dịch hoại tử và có vỏ. Và cái phần vỏ này trên xung T1 nó hơi đồng tín hiệu, và sau tiêm thuốc thì nó ngâm thuốc, vỏ xung quanh và trung tâm nó không ngâm thuốc như phần mổ. Nhưng phần tổn thương này cái mổ nó chưa, phần trung tâm nó chưa hoại tử hoàn toàn. Thêm cái tổn thương viêm áp xe khác vẫn là cái phần tổn thương bên trong, nó là mủ giảm tín hiệu trên T1 tăng trên T2, phần vỏ xung quanh và phía ngoại vi nó có phù, và cái phần vỏ này sau tiêm thuốc đây thì nó ngâm thuốc viền xung quanh và thành trong nhẵn, thêm một cái tổn thương áp xe. Còn một tổn thương áp xe lớn khác thì phần trung tâm nó dạng dịch hoại tử, nó có thể có nhiều ngóc ngách, và các cái ngóc ngách này thường nó thông với nhau, thông với ổ lớn, và cái vỏ nó ngâm thuốc thành nhẵn. Và khi một kích thước lớn như vậy thì thường nó chèn ép rất là nhiều, và có phù xung quanh nó gây kết hợp gây chèn ép để gây ra thoát vị dưới liềm đấy nữa. Đây là một cái tổn thương áp xe đã trên cái xung T2, đây trên cái xung T1 thì phần trung tâm nó dạng dịch giảm trên T1 và tăng trên T2, và cái phần vỏ xung quanh tín hiệu dạng tổ chức, phần ngoại vi, phần phù, và đây trên cái xung khuếch tán rất là đặc hiệu trong cái chẩn đoán cái tổn thương áp xe, nó tăng tín hiệu trên xung khuếch tán tức là giảm khuếch tán. Trước một cái tổn thương có cái ổ giảm tỷ trọng dạng dịch và có vỏ xung quanh ngâm thuốc như vậy thì cần chẩn đoán về cái tổn thương di căn. Thì đối với tổn thương di căn thì nó dựa cái xung chi cổng từ, dựa cái xung khuếch tán thì trên cái áp xe thường tăng tín hiệu, còn trên cái di căn thường là giảm tín hiệu. Thì đấy là một số dấu hiệu. Vậy ngoài ra thì các cái kết hợp thêm cái lâm sàng tiến triển của tổn thương và các cái tổn thương nguyên phát đều có. Thì đấy là cái phần viêm não và các khoang màng não đối với do vi khuẩn. Tiếp theo là cái phần viêm não do virus. Đặc điểm chung thì lâm sàng bệnh nhân thường có sốt và rối loạn thần kinh, xong rồi rối loạn nhận thức hoặc là rối loạn thần kinh khu trú hoặc là cơn động kinh. Thì tổn thương thường vỏ hoặc là nhân sám trung ương, hoặc tổn thương dưới vỏ kèm theo. Các tổn thương thường lớn và cái giới hạn thường không rõ, và đôi khi có chảy máu bên trong. Các tổn thương viêm não này thường phát hiện sớm dựa trên cộng từ, còn trên các lớp vi tính rất là hạn chế, và nhất là sử dụng cái xung diffusion phát hiện rất sớm tổn thương. Thì trong phần này giới thiệu các cái bệnh lý về viêm não do virus FS hoặc viêm não tùy cấp tê lan, còn phần viêm não trên cái bệnh nhân mà có suy giảm miễn dịch hoặc là cái viêm não do virus HIV thì đây là trên cái bệnh cảnh của bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch. Viêm não cấp do virus FS thì nguyên phát thì có thể gặp 30% các trường hợp, hoặc là có thể gặp khi mà có sự hoạt hóa trở lại của virus trong cái hạt gas xe, nó gây ra một cái tổn thương hệ lipid, tức là vùng thái dương trong, vùng thủy đảo và vùng vỏ hồi viền, và nó chừa ra vùng nhân sám trung ương. Về hình ảnh thì giai đoạn sớm thì có thể thấy là phù vùng vỏ và dưới vỏ, có bờ viền không đều. Khi mà phù vỏ dưới vỏ như vậy thì trên hình ảnh cắt lưu vi tính nó giảm tỷ trọng, còn trên cộng từ thì trên cái xung T2 flare thì nó tăng tín hiệu. Sau tiêm thuốc thì có thể thấy ngâm thuốc của màng não lân cận. Và tiến triển khởi đầu thì thường tổn thương một bên, sau đấy thì nó sẽ lan sang hai bên, và có thể là chảy máu bán phần bên trong. Mà sau tiêm thuốc thì có thể là cái ngâm thuốc hồi não ngày thứ 8, thì đấy là cái tiến triển của tổn thương là sau ngày thứ 8 thì có thể thấy ngâm thuốc. Thì đây là cái hình ảnh của cái tổn thương viêm não do virus herpes. Thì tổn thương đây của một cái thùy thái dương bên trái, ngoài ra thùy thái dương bên phải cũng hơi tăng tín hiệu một chút trên xung T2. Tổn thương đây vùng vỏ và dưới vỏ, tức là tổn thương của chất xám và chất trắng dưới vỏ, và hiệu khối tức là cái đè đẩy thì thường là ít. Và thường cái tổn thương này sau sẽ lan lên phía trên quanh cái phần viền thể trai. Còn trên các lớp vi tính thì cái tổn thương viêm phù vùng vỏ dưới vỏ thì có tổn thương của cái giảm tỷ trọng và có phù nề làm cho xóa các rãnh quất não. Thì thường đầu tiên một bên thì sau đấy tổn thương sang bên đối diện. Lúc đầu thì cái giảm tỷ trọng nó không rõ rệt, thì sau 3 ngày thì phần giảm tỷ trọng lên nó rõ rệt hơn. Và thường sẽ lan theo cả sang cái bên đối diện.
Thì trước một trường hợp giả định như vậy thì cần chẩn đoán với Việt với cái tổn thương của nhồi máu thì dựa bên kính lâm sàng và cái đặc điểm hình ảnh theo cái vùng cấp máu của tổn thương, cấp máu của huyết động mạch hay không. Thì đây trên cái cộng từ trên cái xung proton thì đầu tiên thấy tổn thương của cái vùng thủy thái dương trong vùng hồi mã hai bên, nó tăng tín hiệu trên cái xung T2. Sau 3 ngày thì cái tần tổn thương nó lan rộng hơn và rõ rệt hơn, nó tăng tín hiệu rõ hơn và bắt đầu lan tổn thương ra phần trước, phía trên của cái phần hồi viền quanh cái thể chai. Thì lan lên phía trên quanh cái phần thể chai lên trên, từ thuộc cái phần hồi viền. Đây phần thể chai và phần phía hồi viền quanh cái phần thể chai. Đây đường lan truyền của cái virus herpes. Đây một cái bệnh nhân khác mà viêm nhiễm do virus herpes thì thấy tổn thương của cái phần thủy thái dương hai bên, đây vùng thủy đạo hai bên tăng tín hiệu trên xung proton hoặc trên xung T2, tăng tín hiệu hoặc trên xung flare, tổn thương vỏ và dưới vỏ hai bên và nó lan phía trên quanh cái hồi viền quanh cái phần thể chai lên trên. Thì đây hình ảnh điển hình của một cái viêm não do virus herpes. Bệnh thứ hai trong cái phần viêm não virus đấy là cái viêm não tủy cấp tính lam. Thì đây là một cái viêm não thực thể do đáp ứng miễn dịch chống lại cái thần kinh trung ương của vật chủ sau khi bị viêm dẫn tới mất myelin cấp. Thì hay gặp ở trẻ em và thiếu niên. Thì xuất hiện thường là 1 đến 3 tuần sau tiêm vaccine hoặc là bệnh nhân bị nhiễm một cái virus giả cúm. Về hình ảnh thì không có sự tương xứng giữa hình ảnh và lâm sàng. Tổn thương chất trắng tủy quanh não thất, chất trắng trong sâu, chấm hoặc lan rộng hai bên và không đối xứng, ngấm thuốc dạng chấm hoặc là dạng viền xung quanh và hiếm khi có chảy máu. Thì đây là một cái tổn thương của cái viêm não do cái sau tiêm vaccine. Thì đây là tổn thương của vùng thủy chẩm hai bên, tổn thương vùng vỏ và dưới vỏ, nó lan rộng và sau tiêm thì không thấy ngấm thuốc. Trên xung T2 tăng tín hiệu, flare tăng tín hiệu và đây trên xung flare vùng đỉnh chẩm hai bên là có tổn thương mà nó không ngấm thuốc. Hình ảnh thứ ba đến là cái trong phần viêm não mũi sọ do trên bệnh nhân không suy giảm miễn dịch thì đấy là cái nhiễm trùng u hạt. Thì trong phần này giới thiệu là cái phần viêm não do lao. Thì viêm lao thì mũi sọ thì thường gây ra một cái tổn thương viêm lao màng não và lao não thì thường lan truyền theo đường máu. Tổn thương trên hình ảnh thì có đặc điểm tức là viêm màng não vùng liền sọ. Còn tổn thương viêm não trong nhu mô thì gây ra một tổn thương viêm lao kê, nó theo cái hình cây mạch máu, tức là theo cái vùng mạch máu nó chia nhánh thì tạo ra một cái tổn thương vùng vỏ và dưới vỏ. Còn cái tổn thương u lao thì tạo một cái củ lao và tuberculum. Trẻ em thì hay gặp vùng dưới lèo và người lớn thì hay gặp tổn thương vùng trên lèo. Cái tổn thương lao mà chưa bắt đậu thì thường nó tăng trên T2 và giảm trên T1 và có ngâm thuốc. Còn tổn thương giai đoạn bã đậu thì thường giảm cả T1 và giảm cả T2. Và trên xung quanh cái tổn thương thì thường có phù. Thì đây là một cái tổn thương của lao kê trong trong não thì thấy ở trên các lớp vi tính thì thấy những cái ổ giảm tỷ trọng ở vùng vỏ và dưới vỏ. Trên xung T1 thì gần như là khó phát hiện. Sau tiêm thuốc thì thấy những ngấm thuốc dạng chấm. Đây các cái tổn thương ngấm thuốc chấm ở vùng dưới vỏ và vùng vỏ. Còn trên xung T2 thì các cái phần tổn thương này nó thì tăng tín hiệu và có ít phù xung quanh, rất là nhẹ. Và một số tổn thương thì không thấy thay đổi tín hiệu. Từ cái tổn thương lao kê rất là rất nhiều tổn thương dạng chấm nhỏ, vùng vỏ và dưới vỏ. Trên các lớp vi tính thì nó giảm tỷ trọng, trên cộng từ xung T2 thì nó tăng tín hiệu và sau tiêm thuốc thì cái tổn thương ngấm thuốc dạng chấm, dạng nốt. Thì đây là cái hình ảnh sơ đồ giải thích cái vị trí cái phân bố của các tổn thương lao kê, với lao kê thường lan theo đường máu. Trên các cái động mạch thì thường đi từ các phần vỏ não đi vào trong vùng ranh giới chất trắng chất xám xong chia cái nhánh. Thì tại vùng ranh giới chất trắng chất xám đấy thì các cái tổn thương các cái nốt là kê thường thấy tức là dạng chấm nốt ở vùng vỏ và dưới vỏ, tức là tại vùng chi nhánh của cái động mạch.
Thì đây là một cái tổn thương lao, một cái tổn thương lớn hơn. Thì sau tiêm thuốc thì các tổn thương này ngấm thuốc viền xung quanh và có phần phù não xung quanh. Ở đây trên cụm từ thì có rất nhiều cái tổn thương dạng đám, các nốt nhỏ tập trung thành đám và có phù xung quanh. Còn tổn thương nào bằng não thì thường là tổn thương bằng não vùng nền sọ, thì nó giống như là một cái viêm viêm bằng não mủ, thì tức là cũng ngấm thuốc nền sọ, nhưng đây là phần ngấm thuốc chứa phần màng mềm phía thấp là phân bố vùng chứa vùng nền sọ, thì đấy là cái đặc điểm của cái tổn thương của lao. Thì đây trên hình ảnh cụm từ sau tiêm thuốc thì chúng ta có thể quan sát thấy là cái phần màng mềm vùng nền sọ, cái màng não vùng ngấm thuốc phía quanh cuống lại não và các cái quanh bể trên niên và các cái phần khe sinh vít hai bên. Tổn thương củ lao thấy tổn thương đây là cái trên cái xung T1 sau tiêm thuốc thì thấy ngấm thuốc đã nốt ở cái bờ không đều, bên trong có hoại tử vận động, đây là giảm trên T1, đây tổn thương vùng vỏ dưới vỏ trong nhân sám và có phù xung quanh. Và đây tổn thương khác là vùng cầu não thì cái dạng thùy múi, bên trong có ổ giảm tín hiệu vận động ở cái bờ viền không đều và có phù xung quanh. Trên xung T2 ấy, thì do cái bã động nó trên cái phần trung tâm nó giảm tín hiệu trên cả xung T2 và xung T1, thì một cái đặc điểm gợi ý tổn thương của củ lao. Ở đây một cái tổn thương củ lao khác trong nhân sám, đây vùng đồi thị, thì là cái bờ dạng thùy múi không đều và bên trong cái ổ hoại tử bã động và ngấm thuốc nốt bằng cái phần viền xung quanh. Đấy là một tổn thương củ lao khác vùng nhân bèo và vùng đồi thị, có phần ngấm thuốc vỏ xung quanh không đều, phần trung tâm bã động giảm T1 và trên cái xung T2 thì phần trung tâm nó giảm tín hiệu và có phần phù não xung quanh tăng trên cái xung T2 và giảm cái xung T1 và có những ung khối đè đầy. Nhưng ngoài ra vùng thái dương chẩm bên phải thì thấy ngấm thuốc của vùng màng não, tức là có viêm màng não kèm theo. Trong cái phần viêm u hạt này thì có phần tổn thương của ít gặp thì đây tổn thương viễn cảnh loscoidal, thì thấy ngấm thuốc của màng nhện nó dạng chấm, sau tiêm thuốc thì phần màng nhện nên ngấm thuốc dạng chấm chấm, nó không giống như là ngấm thuốc của cái viêm màng não do lao. Thì ngấm thuốc viêm màng não do lao thường nó lan tỏa liên tục toàn bộ, như việc này ngấm thuốc chấm dạng rải rác. Thì đây là cái tổn thương của cái viễn cảnh loscoidal. Phần thứ tư trong cái bệnh cảnh viêm nhiễm nội sọ thì đấy là do ký sinh trùng. Thì trong phần này giới thiệu cái bệnh kén ấu trùng sán lợn trong não gọi là neurocysticose. Ấu trùng sán lợn trong não hay gọi là cysticose thì vị trí tổn thương thì có thể gặp ở ván cầu, vùng nối chất trắng, chất xám, vùng chuối tức là vùng vỏ và dưới vỏ, hoặc là trong não thất hoặc là khoang dưới nhện, và tiến triển theo các cái giai đoạn. Năng thầm nặng thì không có phản ứng viêm thứ phát. Năng thể hoạt động hình tròn kích thước từ dưới 1 cm. Nó hình nang bên trong tín hiệu là dịch giống dịch não tủy và có thấy hình ảnh đầu sáng bên trong thành nang kích thước cái đầu sáng khoảng từ 2-4 mm. Giai đoạn có thể là không thấy phù não xung quanh và không ngấm thuốc. Giai đoạn viêm hạt thoái hóa thì ấu trùng chết và phù vận mạch xung quanh thì có ngấm thuốc bỏ sau tiêm. Còn giai đoạn di chứng thì nó thành vôi vôi hóa với đầu sán thì dạng chấm kích thước thường nhỏ dưới 5 mm và phân bố của nó vòng vỏ và dưới vỏ. Theo Escobar thì nó chia làm 4 giai đoạn: giai đoạn nang tức là ấu trùng sống, giai đoạn nang keo tức là ấu trùng thoái hóa, giai đoạn u hạt tức là cái nang là bắt đầu teo đi, và giai đoạn di chứng đó là cái đoạn vôi hóa. Thì trên hình ảnh có thể thấy được tất cả các giai đoạn này. Ví dụ ở đây trên hình ảnh cắt lưu vi tính của bệnh nhân ấu trùng sán lợn trong não thì cũng thì trên các lớp vi tính này thấy là cái tổn thương vôi hóa vùng vỏ và dưới vỏ, phân bố rải rác hai bên ván cầu, kích thước cái vôi hóa thường dưới 50 mm bờ nét và giới hạn rõ. Thì có một số tổn thương thấy là giảm tỉ trọng, thì đấy là cái phần phù của một cái tổn thương thể hoạt động kèm theo. Ở trên này thì không thấy rõ cái ổ tổn thương nhưng mà thấy phù xung quanh là dấu hiệu rất dễ nhận thấy. Sau tiêm thuốc thì cái phần vôi hóa
đấy là tổn thương di chứng, cho nên nó sẽ không ngấm thuốc, vôi máu không ngấm thuốc. Và thấy những cái phần nào tổn thương ngấm thuốc dạng viền xung quanh dạng nang, thì đây dạng giai đoạn cái viêm hạt và có phù xung quanh, thì đây phần nang và viêm hạt ngấm thuốc xung quanh và có phù xung quanh. Tức là trên hình ảnh các lớp vi tính có thể thấy được các cái giai đoạn của nó. Ở đây là một cái tổn thương khác của cái ấu trùng sán lợn trong não, thì đây là cái tổn thương nang ở bên trong, thấy hình ảnh đầu sán kích thước từ 2-4 mm ở bên trong thành nang, và cái thành nang có thể ngấm thuốc và có viền phù não xung quanh. Thì đây cái phần làm bị trọng, đây là phần phù não lan tỏa, đây có rất nhiều tổn thương vùng vỏ và dưới vỏ hai bên mãn cầu. Và một tổn thương giai đoạn nang thì quan sát thấy đây khi hình ảnh cộng từ xung T1, đây cái xung T2, thì nang tín hiệu giống dịch não tủy giảm trên T1 và tăng trên T2, và tự thấy đầu sán bên trong đây vùng thái dương sau. Còn cái tổn thương giai đoạn nang keo thì thấy một cái tổn thương nang và có phù xung quanh và có ngấm thuốc vỏ xung quanh, và xung quanh này có cái phù trên xung T2. Có giai đoạn nang có đầu sán hoạt động bên trong thì thấy hình ảnh nang có thành viền ngấm thuốc, và trên thành thì có những cái đầu sán kích thước từ 2-4 mm để vị trí phân bố vùng vỏ và dưới vỏ hai bên, tức là rất nhiều tổn thương. Đây tổn thương giai đoạn vôi hóa thì thấy rất nhiều vôi hóa ở bên trong, vị trí vùng vỏ và dưới vỏ hai bán cầu, kích thước thường nhỏ. Nhưng đây trong trường hợp một số tổn thương kích thước vôi hóa nó lớn thì nó không điển hình, nhưng các cái tổn thương vôi hóa nhỏ kích thước dưới 5 mm bờ sẽ rõ, thì đây những vôi hóa điển hình của những tổn thương ấu trùng sán lợn trong não giai đoạn di chứng vôi hóa. Còn trên cái cộng từ thì phát hiện vôi hóa thì sử dụng cái xung xung flare thì thấy những cái giảm tín hiệu chấm đen trên xung T2 sao. Trên xung T2 rất đặc liệu thì thấy phát hiện cái tổn thương dạng chấm này, giảm tín hiệu đen, thì cần phân biệt với tổn thương u mạch thể hang cavernosum. Một cái vị trí khác của cái ấu trùng sán trong não thì đấy là cái tổn thương ấu trùng xuyên trong não thất hoặc trên thành não thất. Đây là cái tổn thương dạng nang trên thành não thất bên, và bên trong thì có ấu trùng sán, và ngoài ra các tổn thương vùng vỏ hai bên thì có cái tổn thương ấu trùng sán kèm theo. Ở đây tổn thương trên não thất bên thì có hình nang và có ấu trùng đầu ấu trùng sán bên trong. Và vùng não thất tư thì thấy cái hình ấu trùng nang ấu trùng sán, và bên trong có hình đầu sán bên trong trong não thất tư, và khi vị trí nó tại vùng ứ trệ làm gây ra cái chèn vào hoặc là gây ứ trệ của dẫn lưu dịch não tủy, nó gây ra một cái biến chứng là cái ứ nước não thất trong trường hợp mà cái nang ấu trùng trong não thất. Phần thứ hai trong bệnh, phần trong bệnh cảnh của cái viêm nội sọ trên là bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch hoặc là HIV. Trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì thường nó chia làm hai loại tổn thương, một tổn thương không ngấm thuốc, đấy là viêm não do HIV, và tổn thương bệnh lý não chất trắng đầu tiến triển. Với tổn thương ngấm thuốc từ sau tiêm thuốc đối quang từ hoặc cắt cản quang thì thấy tổn thương ngấm thuốc gọi là bệnh hay gặp hai bệnh cảnh là toxoplasmo và lymphom. Đầu tiên là viêm não do HIV, thì virus HIV1 thì gây tổn thương hệ thần kinh trung ương khoảng 15% các trường hợp trước khi xuất hiện các cái dấu hiệu nhiễm trùng vô hộ. Tiến triển thì tùy theo mức độ lâu ngày của tổn thương và theo các giai đoạn. Điểm điển hình theo các giai đoạn trên bệnh nhân bị nhiễm HIV sớm thì có biểu hiện viêm não kín đáo, có thâm nhiễm viêm quanh mạch máu, có tăng tín hiệu dưới vỏ dạng chấm trên xung flare. Còn giai đoạn tiềm ẩn chưa suy giảm miễn dịch thì biểu hiện của teo não mức độ trung bình. Trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch nặng thì thấy bệnh lý não chất trắng hoặc là viêm não HIV bán cấp lan tỏa, là teo não đơn độc hoặc kết hợp trên hình ảnh T2 thấy tăng tín hiệu đối xứng hai bên quanh não thất thể chai hoặc trung tâm bán bô dục ở vùng tiểu não thân não hoặc là vùng nhân sám trung ương, và trên T1 thì nó giảm tín hiệu và không thể ngâm thuốc sau tiêm và không có chèn ép. Thì đây là trên một cái bệnh nhân mà bị viêm não bán cấp tiến triển do HIV, thì thấy trên hình ảnh cộng từ xung T2 thì thấy là cái teo não toàn bộ hai bên bán cầu, tức là cái rãnh cuộn não sâu và rộng
và não thất hai bên nó hơi giãn rộng. Thì đây trên xương thứ hai thấy các cái rãnh của não sâu và rộng và có teo não vỏ dưới vỏ và có giãn não thất hai bên. Và ngoài ra trong các cái phần chất trắng thì thấy các cái ổ tổn thương tăng tín hiệu trên xương thứ hai, thì đấy cái tổn thương của cái viêm não virus HIV. Thì tổn thương do cái viêm não do virus HIV thường gây tổn thương tăng tín hiệu trên xương T2. Thì tổn thương trên cái xương T2 nó tăng tín hiệu và trên xương T1 thì thường nó đồng tín hiệu. Tổn thương thường lan tỏa và hai bên có tính chất hệ thống. Cái tổn thương này nó sáng, mức độ tăng tín hiệu nó giảm hơn so với đại dịch não tủy, tức là có tăng tín hiệu nhưng mà giảm hơn do dịch, tức là tín hiệu không phải là dịch. Và trên T1 thì nó đồng tín hiệu và nó còn tồn tại các cái sợi hình cung, tức là nó chừa ra cái sợi hình cung ngay phía dưới vùng chất xám vùng vỏ não. Muốn phát hiện được cái sợi hình cung thì sử dụng mũi xung ngoài xung proton. Thì đây trên cái xung T2 thì thấy tổn thương chất trắng, đây phần vỏ não. Ngược lại trên cái xung proton chúng ta quan sát thấy đây vùng chất trắng tổn thương nó tăng tín hiệu. Và đây phần vỏ não chất xám ngay phía dưới vùng vỏ não thì có sợi hình cung. Thì trên cái tổn thương của cái viêm não do HIV thì nó không tổn thương sợi hình cung, thì đấy là một cái đặc điểm của cái viêm não chất trắng do HIV. Thì cái tổn thương này có thể sau điều trị có thể hồi phục, tức là nó sẽ giảm đi, có thể trở về trạng thái bình thường. Đây trên cái xung T2 trước điều trị và sau điều trị thấy cái tổn thương nó giảm tín hiệu hơn so với trước điều trị. Còn phần teo não thì đương nhiên nó sẽ để lại di chứng. Bệnh lý viêm não chất trắng nhiều tiến triển trên bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch thì tỷ lệ gặp khoảng độ 2-5% trường hợp. Thường là trên bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nặng khi mà CD4 dưới 100 trên mm khối. Tổn thương ai tính với lại cái tế bào thần kinh đệm ít nhánh và làm chết tế bào trước khi lan theo sợi trục gây ra viêm não mất myelin. Trên cổng từ thấy các cái mảng giảm tín hiệu trên xung T1 tăng trên T2 và chiếu ở trên xung flare. Vị trí ưu thế là vùng đỉnh chập, vùng ranh giới chất trắng chất xám và nó không có tổn thương sợi trụ u hoặc sợi hình cung. À, xin lỗi, là có tổn thương sợi trụ u hoặc sợi hình cung kèm theo. Và tổn thương lan ra phía trước và vùng u sau và hội tụ thành lớp và không đối xứng và không chèn ép và không ngấm thuốc sau tim đối quang tử hoặc là thuốc cản quang. Đây chúng ta quan sát thấy là cái tổn thương của vùng thùy chập trên xung T2 nó tăng tín hiệu, trên xung T1 nó giảm tín hiệu và tổn thương lan tận vùng vỏ và tín hiệu thì nó gần ngang bằng với tín hiệu của dịch não tủy, tức là mức độ sáng nó gần ngang bằng với tín hiệu dịch não tủy và nó tổn thương có thể một bên hoặc hai bên và có tổn thương của sợi hình cung ở phía dưới vùng vỏ. Đấy là một cái đặc điểm để phân biệt với tổn thương do cái virus HIV. Chúng ta quan sát thấy đây là cái tổn thương mà tổn thương chất trắng và lan ra sát sát vùng vỏ, giảm trên T1 và tăng trên T2 gần với tín hiệu của dịch não tủy và nó tổn thương của sợi hình cung ở phía dưới. Cái tổn thương khác mà không ngâm thuốc trên bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch thì đấy là gì? Virus như là varicella zona hoặc là cytomegalovirus hoặc là lấm hoặc là cái tổn thương vi khuẩn giang mai khác, thì phần này nếu các anh chị có tìm hiểu sâu thì tham khảo thêm các cái tài liệu. Phần nhóm tổn thương trong cái bệnh cảnh suy giảm miễn dịch đấy là cái tổn thương ngâm thuốc, thì nó hai bệnh cảnh chính là viêm não do toxoplasmo là bệnh cảnh lymphoma, bởi vì hai tổn thương này đều ngấm thuốc trên cần phải có những cái đặc điểm gợi ý để phân biệt, nhất là vị trí tổn thương. Toxo thường lan truyền theo đường máu, trên tổn thương vị trí của nó là vùng nối ranh giới vùng vỏ dưới vỏ và vùng nhân xám trung ương. Còn lymphoma thì tổn thương vùng chất trắng ở quanh hoặc cạnh não thất, thường nó tổn thương lan qua thể chai sang bên đối diện và là bắc cầu trên thể chai. Số lượng tổn thương thì đối toxo với lan truyền theo đường máu trên thường là nhiều tổn thương trên ba tổn thương,
Ngược lại lymphoma thường là một tổn thương. Về đường kính kích thước tổn thương, đối với tốc sôi thường kích thước dưới 3,5 cm, còn lymphoma thì kích thước thường lớn trên 3,5 cm. Sau tiêm thuốc thì tốc sô thì thường ngấm thuốc ngoại vi và đôi khi có thể ngấm thuốc trung tâm, còn lymphoma thì thường ngấm thuốc đồng nhất hoặc là ngấm thuốc thành lớp hoặc là dạng nốt trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Về ung khối thì đối với tốc sô thường gây ung khối nhiều, trong khi đó thì lymphoma mặc dù kích thước lớn nhưng mà không có sự tương xứng giữa mức độ chèn ép với lại kích thước tổn thương, tức là ung khối ít. Thì đây trên bệnh nhân mà bị suy giảm miễn dịch thì thấy một cái tổn thương vùng thùy chán bên trái, bên trong dạng dịch hoại tử có thành vỏ xung quanh gấm thuốc và có phiền vùng não xung quanh giảm bị trọng. Ngoài ra có một tổn thương vùng đồi thị bên phải. Đây có hai tổn thương, một là tổn thương vùng vỏ dưới vỏ, một tổn thương vùng nhân sám. Thì đây là với bệnh cảnh trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì đây do cái tốc sô plasmo. Và sau điều trị tổn thương vùng thùy chán nó giảm kích thước, nó mất đi. Và vùng kích thước của vùng tổn thương vùng đồi thị bên phải cũng mất đi. Và bên phải thì vùng đồi thị nó để lại di chứng là vôi hóa sau 5 năm, còn bên thùy chán thì nó khỏi hoàn toàn. Đây là một cái tổn thương viêm do tốc sô, như chỉ có một tổn thương vùng vỏ, vùng thùy đỉnh bên trái ngay sau rãnh trung tâm, nó phần viền phủ não xung quanh, và sau tiêm thuốc thì cái tổn thương này là ngấm thuốc dạng nốt, nó siêu dạng áp xe hóa bên trong như dạng nốt ngấm thuốc vùng vỏ. Thì khi mà có một tổn thương như vậy thì cần phải chẩn đoán phân biệt đặt ra với rất nhiều tổn thương, ví dụ di căn hoặc là u não hoặc là cái tổn thương viêm hạt khác. Nhưng trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì đầu tiên phải nghĩ đến tổn thương đấy là tốc sô plasmo. Thì đây là một cái trường hợp khác khá là điển hình khi một cái tổn thương nhiều nơi, tổn thương vùng vỏ, vùng thùy đảo bên trái, tổn thương nhân sám vùng đồi thị bên trái và tổn thương nhân sám vùng nhân béo bên phải. Thế ít nhất có 3 tổn thương. Với tổn thương này là ngấm thuốc, sau tiêm thuốc ngấm thuốc khá đồng nhất, và cái tổn thương vùng thùy đảo đây ngấm thuốc dạng viền xung quanh, và cái tổn thương vùng đồi thị ngấm thuốc dạng viền xung quanh, và xung quanh có phù não có hiệu khối đe đẩy. Đây tổn nhiều tổn thương vùng vỏ và dưới vỏ trên suy giảm miễn dịch thì do tổn thương tốc sô plasmo gây ra. Và đây là một cái tổn thương khác do tốc sô plasmo, có rất nhiều tổn thương vùng vỏ và dưới vỏ trên sung T2, rất thấy rất nhiều tổn thương cả trong nhân sám hai bên, và sau tiêm thuốc thì các cái tổn thương này ngấm thuốc dạng viền xung quanh. Đây là cái tổn thương do cái tốc sô plasmo. Thì sau khi trong trường nghi ngờ thì có thể là điều trị thử, sau khi điều trị khoảng 15 ngày thì kích thước tổn thương sẽ giảm đi. Thì đây trước tốn điều trị và sau điều trị kích thước tổn thương sẽ giảm, phần phù xung quanh nó sẽ giảm đi. Thì đấy trong trường hợp mà nghi ngờ nếu như có một tổn thương mà khó chẩn đoán với cái tổn thương khác, ví dụ phân biệt với lymphoma, thì có thể điều trị thử. Và đối với cái tốc sô thì thường điều trị sau điều trị thường chảy máu bên trong. Còn lymphoma thì đây là một cái tổn thương của chất trắng cạnh não thất bên bên trái, có một tổn thương và sau tiêm thuốc thì ngấm thuốc dạng viền xung quanh, phần trung tâm không ngấm thuốc và có xu hướng xâm lấn vào thể chai, phần phù xung quanh và có hiệu ứng khối thì mức độ ít. Sau 15 ngày thì cái kích thước của tổn thương tăng lên rất là nhanh, thì kích thước lan nó rất là rộng và xung quanh có phù xung quanh và có đè đầy nhiều hơn một chút. Thì đây tổn thương của cái lymphoma, tổn thương chất trắng cạnh não thất và có thể lan vào cái phần thể chai. Tóm lại thì đối với bệnh lý về viêm nhiễm mũi họng thì thăm khám hình ảnh, nhất là chụp cắt lớp vi tính và cộng từ thì cho phép xác định chính xác vị trí tổn thương, đặc điểm tổn thương và các cái biến chứng liên quan. Qua đó thì góp phần chẩn đoán phân biệt và xác định cái bản chất của cái tổn thương. Phần bài giảng này là hết, xin cảm ơn.